Chào quý ông bà cô bác. Hôm nay mình giữ cái lễ tang Nguyễn Thanh Vũ đã trừ trần vào lúc 6 giờ sáng ngày 20 tháng 5 2024 nhằm ngày 13 tháng 4 âm lịch năm Giáp Thìn. Hưởng dương 29 tuổi, tuổi Bính Tý. Sinh năm 1996, quê quán ở ấp Tân Đức A, xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Em này còn nhỏ tuổi, chưa có vợ, chưa có con quý vị. Đi làm thành phố bị tai nạn xe nên em tai nạn xe thì ở trên đỉnh trên thành phố người ta mới tẩn liệm mới chở về đây gia đình mới rước tân nhạc rước thầy rước đồ tì để làm đám cho em. Giờ đây đã đến giờ làm lễ nhập quan, quý ông già cúng đất đai nhân cách thần hoàng phong cảnh. Đây có mấy ông già cũng đất đai giùm. Yeah.
Cô ơi, mấy
8 giờ rưỡi đem qua cúng nữa.